Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Sarah Makeup. Video ngày hôm nay là một video xóa son, nhưng mà bộ son lần này hãy biết chắc chắn là rất nhiều bạn quan tâm. Cho một chút hiệu ứng drama coi. Ta-da! Không được khác, đó chính là bộ sưu tập son mới của chị trang makeup Ophelia Modern Matte Lipsticks. Hiệu ứng âm thanh đi. Bởi vì không biết chỉnh hiệu ứng âm thanh. Bộ son lần này gồm có 12 màu, trong đó có 6 màu cũ đến từ cái bộ sưu tập son đầu tiên của Ophelia có tên là Nightfall, thì phải cái bộ mà màu tím tím hồng hồng á. Theo mà được biết thì cái chất son đã được cải tiến hơn so với cái phiên bản cũ, là trở nên lì hơn nhưng mà vẫn giữ được độ ẩm. Thì để lát nữa Hà swatch và Hà thử xem có đúng như là hãng nói như vậy không nha. Cái bộ son này Hà vừa mới nhận được ngày hôm qua, nhưng mà Hà ráng kìm nén để cho tới hôm nay là quay rồi Hà mới thử chất son luôn, chứ Hà chưa có thử bao giờ hết. Đây là bây giờ cũng giống như là first impression vậy đó. Và thôi bây giờ Hà không đợi được nữa rồi, bây giờ mình sẽ swatch luôn nha. Các bạn có công nhận với Hà một điều là với bộ sưu tập nào thì Ophelia cũng hoàn thành rất tốt ở khâu packaging không? Từ vỏ hộp giấy cho tới vỏ cây son. Và đối với Hà thì lần này là đẹp xuất sắc luôn. Hà thấy nhìn rất là chic, rất là chuyên nghiệp, với tông màu chủ đạo là đen và rose gold. Son cầm rất là chắc chắn và nặng tay, có nắp nam châm, giống như bộ sưu tập Starlight Limited của năm ngoái. Hà thấy cái nào cũng đẹp, một cái thì nhìn chic tinh tế, một cái thì nhìn lấp lánh, lung linh. Và sẽ swatch những màu cũ trong bộ sưu tập Nightfall trước nha. Mở đầu là màu đỏ thuần The One, chi là nổi bật luôn. Đúng chuẩn đỏ thuần luôn đó các bạn, nhưng mà khi đánh lòng môi thì sẽ hơi thấy bay hồng một chút. Như các bạn thấy là son rất là pigmented, quẹt một phát là lên màu chuẩn luôn. Vì lúc Hà quay video thì đèn chiếu rất là sáng nên là các bạn có thể thấy son hơi bóng một chút. Nhưng thật sự ở ngoài thì Hà cảm thấy finish khá là lì. Hà không biết chất của cái em Nightfall như thế nào, nhưng mà Hà cảm thấy là lì hơn so với lại cái Starlight Velvet năm ngoái. Đến Fall For You là một màu hồng khá là dễ thương, hơi san hô coral một chút nhưng mà không có phải kiểu chóe nha, đánh lên rất là xinh. Những bạn nào thích phong cách nữ tính bánh bèo thì không nên bỏ qua em này nhé. Và thấy màu này cũng khá là hợp so với makeup look của Hà nữa, có thể là hợp nhất luôn đó. Y chang màu áo, y chang màu máy, y chang màu mắt lâu. July Rain, mưa tháng 7. Tháng 7 đúng không ta? Đúng rồi. Lên trên môi Hà là một màu đỏ có chút ánh cam. Màu này khá là nổi bật và cảm thấy na ná giống màu Miss V của bộ sưu tập Starlight. Nhưng mà hình như Miss V hơi chói lọi hơn một chút. Hà thấy chất son lướt trên môi rất êm và dễ dàng. Thật sự là lúc đầu Hà tính swatch theo kiểu tán mờ viền môi như dạo gần đây Hà hay làm. Bởi vì có tận 12 màu son lận mà phải ngồi tỉ mỉ vẽ viền môi thì Hà thấy hơi cực. Nhưng mà may mắn là đầu son nhỏ rất là dễ vẽ viền môi. Thêm một cái nữa là chất son không có quá bị ẩm, nên là sẽ dễ hơn trong việc kiểm soát cái lực di son. Có nhiều loại son bị ẩm quá thì lúc Hà di son nó hơi bị trượt, nên là vẽ viền môi không được sắc lắm. Phải dùng che khuyết điểm để chỉnh lại nhiều. Để đánh lên những màu son nude nhạt như là Focus Here thì các bạn nên make up mắt má đậm một chút nha. Nhìn sẽ đỡ tái hơn, còn những bạn nào có làn da trắng thì vô tư. Sau khi xóa được tầm 4-5 màu son thì Hà đã kiểm chứng được cái claim mà hãng đưa ra là son lì nhưng mà không khô môi. Hà approve nha, bởi vì cảm giác trên môi rất là nhẹ và mềm, đặc biệt là nãy giờ tẩy tới tẩy lui nhưng mà không bị rát môi. Hà cảm thấy vibe là một màu hồng đất có pha một chút đỏ và hình như có thêm một chút xíu tím tím nữa. Những màu như thế này thì không kén da đâu, cũng không cần makeup quá đậm để có thể đánh em này đẹp. Đó là lý do tại sao những màu trầm trầm đất đất như thế này rất được chị em ưa chuộng. Hà nghĩ Bewitch là một màu mà mọi người sẽ khá dè dặt để mà sử dụng, nhưng mà thật sự ra thì đây là màu mà Hà thích nhất. Đây là một màu tím mận có một chút xíu đỏ, cực kỳ phù hợp cho mùa đông, mùa holiday. Còn không, nếu như bạn cá tính thì bạn có thể đánh hàng ngày cũng được, chả ai nói gì cả. Vì sao? Bởi vì nó quá đẹp, đẹp xuất sắc, nhìn sang kinh khủng luôn. Không phải là quậy mà Hà cảm thấy là sang khi đánh cái màu này á. Và thêm một cái nữa là những màu như thế này rất là tôn da. Hà cảm thấy da của Hà phải trắng lên vài tông khi mà đánh màu này á. Nên là các bạn đừng dại gì mà bỏ qua nha, hãy nghiên cứu đi. Và bây giờ mình chuyển qua 6 màu mới nha. Mở đầu cũng là một sắc đỏ, nhưng mà không phải đỏ thuần mà là đỏ lạnh siêu siêu hot nha. Màu đỏ có blue undertone này được coi là một màu universal, tức là màu da nào đánh cũng đẹp hết. Màu đỏ lạnh này sẽ giúp cho răng của các bạn như vừa đi nha sĩ về. Đi nha sĩ là tẩy trắng răng, cái phải là nhổ răng nha.
và còn nổi bật giữa đám đông, đúng với cái tên Attention. Like no other, không giống ai. Là một màu nâu cam, Hà thấy khá khá giống màu hot chocolate của Touch of Rose. Hà cũng rất thích màu này, nó rất hợp với lại không khí mùa thu. Hà quên mention là son có mùi vani nhẹ, ngọt ngào, rất là dễ chịu. Và những bạn nào mà không thích mỹ phẩm có mùi cũng đừng lo, bởi vì sau khi đánh trên môi một chút là sẽ bay hết mùi ngay. Có bạn nào thích son cam không? Có nhiều bạn là thấy nó là thích son cam, giống như là mẹ Hà cũng vậy, thích son cam nhưng mà không thích cam đất, chỉ thích cam thôi, thì chắc chắn sẽ thích màu First Love này. Lúc đầu Hà thấy cam mà cũng hơi sợ, Hà sợ cam lè á, nhưng mà khi đánh lên thấy cũng không có tệ lắm nhở, khá xinh đó chứ. Chắc là vì nó là chuẩn cam cho nó không có bị cam vàng á. Còn Hà thấy đánh cái màu cam vàng ghê lắm, Hà không thích. Các bạn lưu ý là để đánh những màu cam như thế này thì nên có men răng trắng nha. Còn những bạn nào mà răng hơi vàng thì né né ra. Còn không thì đánh chụp hình thôi, đừng có nhe răng ra cười. Tiếp theo, Charming Hà thấy là chị em với lại màu vibe. Đều là hồng đất nhưng mà vibe đậm hơn. Còn Charming thì nhẹ nhàng và ít sắc tím. Hầu như là không có sắc tím luôn á. Vì vậy Hà thấy Charming là một màu rất là thích hợp để đánh hàng ngày. Những bạn nào đi học hoặc là đi làm cũng vậy, chỉ như là không muốn make up nhiều, chỉ cần một lớp son nhẹ để cho mặt tươi tắn hơn thôi, thì dùng Charming rất là xinh. Lòng môi hay full môi cũng đều xinh luôn. Đến màu 1212 này thì Hà thấy hơi khó diễn tả màu. Lúc đầu thì Hà nghĩ là màu đỏ đất pha một chút xíu cam, nhưng mà thật sự là nhìn kỹ một chút thì Hà thấy có một chút xí xí màu hồng nữa. Nói chung đây cũng là một màu rất là dễ dùng và không kén tông da. Thật sự ra Hà thấy nãy giờ màu nào cũng đẹp hết, màu nào cũng dùng được. Thật sự đó thì Hà không biết chê điểm nào. À đúng rồi, hồi nãy có màu Bewitch, là riêng cái màu đó Hà phải đánh 2 đến 3 lớp thì mới lên màu đều. Vì Bewitch là màu có sắc tím nhiều, mà theo Hà biết thì sắc tím khi mà sản xuất thì rất khó để hoàn hảo, kể cả những hãng high-end bên nước ngoài cũng vậy, nên là Hà thông cảm với điều đó. Cái màu còn lại thì chỉ cần một swipe là rõ màu luôn. Cuối cùng là Hot and Harder, sắc cam cháy siêu hot này Hà cảm thấy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Việt Nam mình, chỉ hơi kén men răng một chút thôi. Tóm lại với cái giá gần 300.000, còn rẻ hơn cả Starlight năm ngoái nữa, mà Hà còn thấy chất son còn xịn hơn cả Starlight luôn. Với chất lượng quá ổn như thế này thì nếu như hỏi Hà thì Hà nghĩ các bạn nên mua. Hy vọng là phần swap vừa rồi của Hà đã giúp ích được cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Bye bye.